Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Dương Mịch, nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, không đến lượt Lưu Khải Uy. Trước khi đến với Lưu Khải Uy, Dương Mịch và Du Hạo Minh từng có khoảng thời gian hẹn hò, thậm chí cả hai từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là cặp sao được yêu thích, có danh tiếng tại Trung Quốc. Họ gặp nhau lần đầu khi tham gia phim Đại Đường Nữ Tướng Phan Lê Huê. Những lúc này hai người chỉ là đồng nghiệp, tình yêu thực sự nảy nở khi Dương Mịch cùng Lưu Khải Uy tái hợp lần thứ hai trên màn ảnh với phim Như Ý. Phim quay vào năm 2011. Tháng 10 năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận chuyện đang hẹn hò. Một năm sau, họ gây bất ngờ khi tuyên bố đăng ký kết hôn và sắp tổ chức lễ cưới. Tháng 1 năm 2014, hôn lễ của họ được tổ chức long trọng tại đảo Bali, Indonesia. Dương Mịch sinh con gái đầu lòng, Lưu Nhu Mệ, tiểu gạo nếp vào tháng 6 năm 2014. Đến tháng 12 năm 2018, Dương Mịch Lưu Khải Uy ra thông báo hoàn thành xong thủ tục ly hôn. Trên thực tế, trước quyết định kết hôn với Lưu Khải Uy, ít ai biết rằng Dương Mịch từng có khoảng thời gian đẹp đẽ bên ca sĩ kiêm diễn viên Du Hạo Minh. Ban đầu, Du Hạo Minh và Dương Mịch đều là những diễn viên ít được biết đến vào thời điểm đó. Cả hai đều có chung ước mơ và mục tiêu với nhau. Chẳng bao lâu sau, Du Hạo Minh nhanh chóng trở nên nổi tiếng qua bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng và Lại Cùng Ngắm Mưa Sao Băng, phiên bản Trung Quốc của bộ phim Con Nhà Giàu. Năm 2009, trên các trang mạng truyền thông đưa tin, Dương Mịch và Du Hạo Minh đã hẹn hò với nhau trong khoảng thời gian dài, thậm chí Dương Mịch còn bị bắt gặp hình ảnh mặc áo fan của bạn trai. Mặc dù thời điểm đó, Dương Mịch cũng không muốn công khai mối quan hệ này, nhưng cô tôn trọng quyết định của người yêu. Mối quan hệ của họ vô cùng nghiêm túc, thậm chí cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Năm 2010, nam diễn viên cùng ngôi sao nhóm nhạc SSA Selena bất ngờ phải nhập viện vì tai nạn cháy nổ trên phim trường Tôi Có Hẹn Với Mùa Xuân. Du Hạo Minh bị bỏng ở mức 39%, tập trung chủ yếu ở vùng cánh tay, lưng và chân. Biết tin, Dương Mịch đã chạy đến bệnh viện khóc lóc vô cùng thảm thương, thậm chí cô còn đăng tải dòng trạng thái cầu an cho Du Hạo Minh. Thế nhưng cuối cùng chuyện tình đẹp của cả hai đã kết thúc, vội vã khi nam diễn viên cho rằng mình sẽ trở thành người tàn phế và ảnh hưởng đến sự nghiệp của Dương Mịch. Anh chủ động đã đề nghị chia tay với nữ diễn viên họ Dương. Thời điểm đó, truyền thông còn đưa tin rằng cặp đôi đã có khoảng 5 năm sống chung. Nam diễn viên Du Hạo Minh từng nói, nếu tôi giữ cô ấy lại thì bây giờ có kết thúc khác không? Và chính Dương Mịch dường như cũng tiếc nuối về cả quá khứ lẫn hiện tại khi chia sẻ rằng nếu anh ấy bằng lòng lấy tôi, sẽ không đến lượt Lưu Khải Uy. Sau khi chia tay với Du Hạo Minh, Dương Mịch bắt đầu đến với Lưu Khải Uy. Sau hai cuộc tình dở dang với toàn tài tử nổi tiếng, cư dân mạng bày tỏ tiếc nuối cho Dương Mịch khi hiện vận cô đơn lẻ bóng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.